Thì cách reset thì rất đơn giản thôi, bỏ tai vào tai nghe. Sau này có cái nút reset ở phía sau, các bạn ấn từ 5 đến 10 giây. Ấn giữ 5 đến 10 giây. Sau đấy là kết nối lại. Tầm khoảng chắc phải tầm khoảng 15-30 phút nữa mình sẽ quay trở lại nhé. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình quay trở lại này. Đây là cái tai nghe của bạn ấy này. Bạn ấy bảo là một tai không lên. Đây. Đây một tai không lên đúng không? Các bạn nên chỉnh lại cho mình này. Đấy cái tai nào không lên nhá các bạn xoay. Xong chỉnh lại cho mình. Đấy. Đấy. Các bạn xoay và các bạn chỉnh lại cho mình nhá là được. Tai nào không lên cũng vậy nhá. Đấy, như vậy là cái tay này các bạn chỉ cần ấn vào đây này, xong thả xuống đây này, hoặc bạn có thể cầm nhấc thả này để cho nó tiếp xúc chân với cả cái sạc này nhá. Đây quan trọng nhất là cái chân này này, nó phải tiếp xúc được vào với cái này này. Đấy cái chân tiếp xúc được với cái này này, đấy thì nó mới được. Đây bây giờ mình sẽ kết nối nhá, bây giờ mình sẽ kết nối thử nhá. Đây mình sẽ kết nối này. Đấy. Nó báo hai con như này là được nhá. Đây. Hai tai này của bạn là bạn gì nhỉ? Như cho. Hai tai này là của bạn bạn vàng, đúng rồi. Bạn vàng, đấy, đây nhá bạn nhá. Đấy, mình ghép được rồi này. Giờ mình sẽ bật nghe này. Đây giờ mình tắt tạm cái loa này đi. Đây các bạn nghe này. Đây là mình để một tai này. Đấy một tai này. Mình sẽ đổi bên này. Hai tai đều nghe được nhá. Đây mình cho bài hát đã, cho nó vào bài hát. Đấy. Con đứng động vào đấy, rồi đổ ban. Rồi. Tai này nhá, các bạn nghe bên đây nhá. Đấy các bạn nghe thấy không? Đấy, hai tai nhá, hai tai đều nghe được nhá. Đây là do là cái này tiếp xúc này. Các bạn khi mà các bạn thấy tiếp xúc như thế thì các bạn gạt lên xong thả xuống lại cho mình nhá. Các bạn gạt lên xong thả xuống lại cho mình. Đấy. Là được. Đây, ví dụ như này nhá. Mình làm lại nhá. Như này là đúng một tai bị xịt, một tai không sáng, một tai sáng đúng không? Đây các bạn thả xuống này. Đấy. Thả xuống này. Đấy nhá, bởi vì nhá. Cái này này nó tiếp xúc này, con nó có cái này. Nó sẽ tiếp xúc với khi mà mình thả xuống này nó chưa xuống tới này. Nó còn cách một ni thôi là nó đã không chạm vào rồi. Nên là các bạn khi mà các bạn đấy các bạn thả lại cho mình nhá. Thả như này. Thả trọng lượng này. Đấy. Cho các bạn bỏ nhẹ này nhá. Bỏ nhẹ này nhiều khi nó không tới được. Đấy. Bạn thả này. Đấy.
Khi nào mà hai cái đỏ như này là ok nhá. Bạn thả thả nhẹ, chứ bạn bạn để từ từ xuống này nhá thì nhiều khi là nó không không xuống tới. Nhưng bạn cầm bạn thả như này. Đấy, hoặc là như này, bạn ấn như này. Bạn thả ra. Ấn như này, thả ra. Đấy. Lúc nào nó cũng đỏ luôn. Mình để đấy. Ấn vào thả ra như thế. Nhá các bạn nhá. Bây giờ mình hướng dẫn kết nối tai nghe i12 vào iPhone nhé. Kết nối tai nghe i12 với iPhone. Thì khi mà các bạn mở cái tai nghe ra ấy, mà tai nghe nó sáng đỏ cả hai tai như thế này ấy. Ví dụ là mình hướng dẫn cách ấn làm sao sáng đỏ. Ở đằng sau này nó có một cái nút nhé. Thì các bạn ấn một cái. Đấy, nó sáng đỏ như thế này là đủ điều kiện kết nối. Còn ví dụ là nó mà sáng một trong hai bên ấy thì là chứng tỏ là cái tai nghe còn lại ấy, cái tai nghe không sáng ấy, nó đang hết pin hoặc là nó đang bị lỗi. Thì trường hợp mà hết pin ấy thì các bạn phải bỏ vào dock, sau rồi các bạn sạc tai nghe từ 2 đến 3 tiếng. Đấy, các bạn nếu mà cần thiết lắm ấy, các bạn có thể là cắm sạc vào dock luôn để cho nó sạc song hành cả dock lần cả cái tai nghe luôn. Sau 2 đến 3 tiếng thì các bạn mới bỏ ra kết nối. Đấy, còn cái tai nghe của mình thì nó đầy pin rồi. Đây, như thế này là đủ điều kiện kết nối nhá. Thì bây giờ là các bạn đầu tiên là các bạn bật Bluetooth trên điện thoại. Xong là các bạn đưa hai tai ra khỏi tai và để các bạn bật Bluetooth lên nhá. Sau này là đưa hai tai ra. Để hai tai gần nhau các bạn nhá. Đây, các bạn để hai tai gần nhau khoảng tầm 5 đến 10 giây, đừng vội ấn kết nối để cho hai cái tai nghe này nó kết nối với nhau đã. Đấy, cứ bình tĩnh 5 đến 10 giây. Đấy, bây giờ các bạn mới ấn kết nối. Đấy, thế là đã kết nối thành công. Đấy, như thế này là xong. Đó. Đây, đã kết nối thành công nhá. Khi kết nối thành công thì tai nghe nó sẽ không còn nhấp nháy nữa. Đó. Hiện cái thao tác trên thân tai nghe. Để tạm dừng hoặc tiếp tục bài hát, chúng ta sẽ ấn một lần trên thân tai nghe. Ấn hai lần liên tiếp thì chúng ta sẽ là tăng hoặc giảm âm lượng. Và 3 lần liên tiếp thì sẽ là tiếp tục hoặc là lùi bài hát. Đối với việc thực hiện cuộc gọi thì chúng ta sẽ ấn một lần trên thân tai nghe để nhận cuộc gọi. Và ấn một lần nữa là để kết thúc cuộc gọi. Để sạc cho hai tai thì chúng ta sẽ đặt vào dock sạc. Khi đó thì sẽ hiển thị lên một cái đèn màu xanh ở phía dưới. Và để sạc cho dock thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cổng Lightning. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sạc đúng cách tai nghe i12. Thì đây là cái dây sạc đi kèm với tai nghe. Còn đây là cái tai nghe. Còn đây là cái lỗ để cắm sạc vào nhá. Thì cái dây sạc này các bạn có thể cắm vào củ sạc dự phòng, củ sạc của Samsung hoặc là những cái chân cắm ở chỗ chân sạc ở USB ở máy tính hoặc là laptop. Mình sẽ hướng dẫn cách các bạn sạc đúng cách, các bạn cắm cái dây này vào nhé. Có một số bạn là cắm hờ, cắm như thế này sẽ không vào. Đấy, cắm như thế này sẽ không vào mà các bạn phải cắm mạnh lên. Cắm mạnh như thế này. Đấy, cắm mạnh sát.
thì cái đèn này nó sẽ nhấp nháy nhá, là chứng tỏ là đang báo là đang sạc pin. Các bạn chú ý là cắm sâu vào thì nó sẽ nhấp nháy như thế này, là có nghĩa là đang sạc pin. Của khi mà các bạn kết nối sai thì cái trường hợp mà kết nối sai như này thì các bạn khắc phục bằng cách như này nhá. Đa phần là các bạn này, kể cả các bạn dùng 2 ngày rồi. Đấy, có những bạn dùng 2 ngày rồi. Nhưng mà đến khi mà các bạn rút ra nhá, nó vẫn nhảy cái bu bắp lên này. Và các bạn kết nối lại. Đấy, và các bạn kết nối vào thì nó sẽ bị lỗi luôn. Nó sẽ bị lỗi là tình trạng như này luôn. Không tin các bạn nhé. Các bạn không tin các bạn cứ vào cho mình phần Bluetooth. Các bạn xem lại cho mình là xem có đúng là nó hiện tượng như này không. Đúng như hiện tượng mà hai cái tai nghe Bluetooth như này thì chắc chắn là các bạn là đã bị dính cái trường hợp là kết nối hai tai. Và khi kết nối hai tai thì sẽ bị một tai nghe thấy và một tai không nghe thấy. Hoặc là chập chờn. Đấy. Thì cái phương pháp khắc phục này thì các bạn quên cho mình cái này đi nhá, quên hết đi cho mình. Đấy, cái tai này cũng quên hết đi. Đấy, quên hết đi nhá. Xong các bạn cho lại vào trong cái đốc sạc này cho mình. Đấy. Rồi các bạn này mở ra. Các bạn này bấm này nhá. Các bạn làm như mình này. Bấm cho cái nguồn nó sáng lên này. Đấy, xong các bạn rút ra này. Đấy, xong đợi hai tai nó ghép vào nhau nhá. Các bạn phải đợi hai tai nó ghép vào nhau này. Nó cứ đang chớp chớp như này này, là chưa ghép vào nhau nhá. Đấy. Chớp chớp như này mà các bạn ghép luôn thì là sai nhá. Đấy. Như này nó mới ghép vào nhau này. Đấy, một tai tắt này. Một tai chớp. Đỏ xanh này. Đấy, còn là hai tai chớp xanh là nó chưa ghép vào nhau nhá. Đây. Đấy, như này là các bạn được nhá. Hoặc là khi lấy hai tai ra thì nó nháy đỏ. Cái trường hợp lúc này là một trường hợp mà khả năng kết nối thành công. Đấy, đủ điều kiện kết nối, còn đây là trường hợp thứ hai. Là tai nhấp nháy đỏ, một tai thì nhấp đỏ xanh và một tai nháy xanh liên tục như thế này. Là cũng đủ điều kiện để kết nối nhé. Lúc này bạn nhìn trên đây nó chỉ hiện ra một I12 thôi. Thì lúc này các bạn mới ghép vào nhá. Đấy, đây đợi mình tí. Đấy, lúc này các bạn ghép vào một con I12 này. Đấy, như này nhá. Như này nó tắt nhá. Tai này kết nối với tai này thì tai này tắt. Tai này kết nối với máy này thì tai này tắt. Đấy. Các bạn phải như vậy nhá. Sau đó thì các bạn sẽ test thử lại bài hát. Thì bây giờ các bạn sẽ nghe được cả hai tai. Đấy, đây. Đấy, bây giờ thì nghe được hai tai này. Đấy, như này thì các bạn sử dụng cả hai tai nhé, nghe được cả hai tai luôn. Đấy, đây là cái lỗi mà kinh điển nhất mà các bạn hay gặp. Đấy.